Chụp kỹ yếu nhưng cả lớp không đoàn kết, nhóm nam sinh đập phá đồ trang trí. Người phụ nữ bán vé số chết thương tâm dưới bánh xe tải. Từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Làm rõ video cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật top top và cái kết. nó cung cấp cái giấy tờ gì mà này này nó đi xuống tay không mà anh đi thế này ôi giờ không có giấy tờ mà đòi đi hả làm rõ video cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật tốc tốc và cái kết những ngày qua mà xã hội xôn xao khi xuất hiện đoạn video với tiêu đề cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật tốc tốc và cái kết Đoạn video ghi lại cảnh tổ cảnh sát giao thông đang dừng kiểm tra hai xe tải, trong đó xe tải biển kiểm soát 81 xe chở hàng, thùng xe được phủ kín bằng bạc đen và xe tải biển kiểm soát 81H chở đầy mía. Trong đó tài xế xe tải 81C là người đã dùng điện thoại quay cảnh kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông đi xe biển số xanh biển kiểm soát 81A. Mở đầu đoạn video, tài xế xe biển kiểm soát 81C đã hỏi tài xế biển kiểm soát 81H cung cấp giấy tờ gì cho lực lượng cảnh sát giao thông nhưng không được trả lời. Tiếp đó tài xế này tiến đến chỗ xe của cảnh sát giao thông chất vấn cán bộ cảnh sát giao thông rằng: "Tài xế xe 81H đã cung cấp giấy tờ gì, sao lại đi tay không? Không có giấy tờ gì mà lại đòi đi?" Thậm chí tài xế này còn yêu cầu cán cả bộ cảnh sát giao thông phải kiểm tra kỹ giấy tờ của các xe mới được cho đi. Đoạn clip đăng trên mạng xã hội với tiêu đề Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật top top và cái kế kết đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Tuy nội dung của đoạn video không rõ ràng chưa xác định lỗi vi phạm của tài xế hay là vi phạm nghiệp vụ, ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng đã để lại nhiều ý kiến tiêu cực đến lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Theo tìm hiểu của phóng viên báo người lao động, tổ cảnh sát giao thông xuất hiện trong đoạn video là lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện Bắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Một phần trong đoạn video được đăng tải trên mạng đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Lãnh đạo của đội cảnh sát giao thông công an huyện Đắc Pơ cho biết, vào thời điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hành chính với xe tải biển kiểm soát 81C. Tài xế đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đề nghị tiếp tục di chuyển. Khi lực lượng cảnh sát giao thông chuẩn bị kiểm tra, Xe tải bị kiểm soát 81H thì tài xế xe tải bị kiểm soát 81C chưa rời đi và dùng điện thoại quay video. Tài xế này cho rằng cán bộ cảnh sát giao thông không kiểm tra giấy tờ đã cho xe phía sau đi. Thực tế thì anh em chưa kiểm tra, sau khi kiểm tra thì không phát hiện vi phạm. Vì này nói và cho biết, không rõ mục đích của tài xế về kiểm soát 81C quay video phát tán trên mạng xã hội. Đội cảnh sát giao thông cũng đã mời tài xế này đến làm việc, nhưng người này không tới. Từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán, ngân hàng nhà nước cho biết. Thời gian qua có không ít người dân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi như tự xưng là cơ quan chức năng như công an, thanh tra giao thông rồi đưa ra các tình huống khiến người dân mất cảnh giác, truy cập vào phần mềm và đường link có mã độc. Sau đó, bọn chúng vào tài khoản, thậm chí chiếm quyền kiểm soát điện thoại để lấy sạch tiền trong tài khoản. Để ngăn chặn tình trạng bỗng dưng khách hàng bị mất sạch tiền, giải pháp được xem là góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho chủ tài khoản là quy định được nêu tại quyết định 2345 mà ngân hàng nhà nước ban hành tháng 12 năm 2023. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 7, chuyển tiền bằng phương thức điện tử trên 10 triệu đồng một lần giao dịch là phải xác thực khuôn mặt. Cụ thể, chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần thì xác thực bằng mã OTP. Còn chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, người thực hiện giao dịch còn phải xác thực khuôn mặt. Mục đích là đảm bảo đúng là chính chủ đang thực hiện chuyển tiền. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước quy định tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày là phải xác thực bằng sinh chắc học. Nói một cách dễ hiểu là chuyển từ 10 triệu đồng trở xuống và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì không phải xác thực sinh chắc học. Khi tổng số tiền đã chạm 20 triệu thì đến lần chuyển tiếp theo dù chỉ chuyển một đồng, người thực hiện giao dịch phải xác thực sinh chắc học trước khi chuyển. Quy định này nhằm ngăn chặn thiệt hại cho chủ tài khoản khi kẻ gian rút tiền nhiều lần với số lượng lớn. Vì vậy, nếu khách hàng bị kẻ gian lấy tiền trong tài khoản thì tối đa là 20 triệu đồng. Sau đó, họ không thể bị mất được nữa dù đối tượng phạm tội có chiếm cả quyền điều khiển điện thoại của chủ tài khoản. Vì xác thực sinh chắc học là khuôn mặt thật chứ không phải hình ảnh cài trên điện thoại. Tức là người thực hiện chuyển tiền phải soi khuôn mặt mình vào ứng dụng, nhìn lên nhìn xuống để đảm bảo đây là hình ảnh sống và khuôn mặt của người thực hiện chuyển tiền được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học từ căn cước công dân gắn chip do bộ công an quản lý. Từ 1 đến 7, kể cả khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo rồi thì cũng có thể lấy lại tiền. Vì muốn chuyển vào tài khoản là người thực hiện phải xác thực sinh trắc học với giao dịch trên 10 triệu đồng. Còn trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của mình để chuyển tiền thì cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước gắn chip. Sử vụ hai người trộm cắp tài sản là một cán bộ công an ở Đồng Tháp hy sinh. Ngày 22 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Hoàng Thọ, 42 tuổi, 19 năm tù về tội giết người và trộm cắp tài sản. Phạm Hồng Quy, 34 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang, 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 ngày 4 tháng 8 năm 2022, Tổ công tác công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo về việc Thọ và Quy trộm tài sản trên xe tải dọc theo tuyến quốc lộ N2B. Ngay sau đó, tổ công tác triển khai truy bắt. Tổ công tác yêu cầu Thọ và Quy dừng xe nhưng cả hai không chấp hành mà còn chạy xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng và tiêu hủy chứng cứ. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi và nhiều lần bắn súng chỉ thiên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Thọ vẫn chở Quy chạy với tốc độ cao, lạng lách, chống trả quyết liệt. Hậu quả đã gây ra tai nạn khiến thiếu tá Hồ Tấn Dương hy sinh. Chuẩn bị chụp kỷ yếu nhưng cả lớp không đoàn kết, nhóm nam sinh đập phá đồ trang trí. Cứ mỗi dịp cuối năm, học sinh sắp tốt nghiệp cuối cấp ở hầu hết các ngôi trường lại nô nức rủ nhau chụp hình kỷ yếu. Khi đây không chỉ là bức ảnh để mọi người nhìn thấy nhau mỗi lúc thấy nhớ, mà đó còn là kỷ niệm được lưu giữ ở cái thời đẹp nhất, trước khi mỗi người bước ra trường với những sự lựa chọn riêng của mình. Thế nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra một cách êm đẹp. Khi câu chuyện chụp ảnh kỳ yếu đã trở thành chủ đề để mọi thành viên trong lớp bàn tán tranh cãi, thậm chí là không nhìn mặt nhau chỉ vì những bức xúc không đáng có. Mới đây, một nữ sinh đã đăng tải đoạn clip với dòng caption đầy buồn bã rằng chuẩn bị cho kỳ yếu nhưng lớp không đoàn kết nên đành phá hết. Cụ thể từ video có thể thấy, tất cả mọi thứ đã được trang trí rất chỉnh chu và đẹp mắt, có bóng bay, có background và tất tần tật chỉ còn chụp ảnh nữa là xong. Thế nhưng có lẽ vì một số xung đột nào đó ở trong lớp, vì một sự mất đoàn kết nào đó mà không tìm ra được tiếng nói chung, nên nhóm nam sinh đã bực tức mà phá hết. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận về nhiều bình luận trái chiều xoay quanh câu chuyện chụp kỷ yếu, khi việc bất đồng quan điểm là khó tránh khỏi ở bất cứ lớp nào. Một vài bình luận đáng chú ý được mọi người để lại bên dưới video. Lớp mình thì chia bè chia phái không có một tí đoàn kết nào nên thống nhất không chụp chung, ai thân với nhau thì tự chia ra chụp riêng. Chụp ảnh làm gì rồi sau này họp lớp có được mấy mạng, file ảnh thì cứ vứt vào sọt không khi nào nhìn đến, ra trường thì mỗi đứa mỗi nơi. Thực ra chụp kỹ yếu sau này còn có cái để nhìn lại làm kỷ niệm, nhưng mà nếu chi phí cao quá thì nên cân nhắc vì không phải ai trong lớp cũng dư giả. Dạ. Người phụ nữ bán vé số chết thương tâm dưới bánh xe tải Sáng ngày 23 tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bán vé số tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày tại km 1785 cộng 350 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đường Khánh Xuân, thành phố Bơ Ma Thuật. Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1979, ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điều khiển xe tải lưu thông ở trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông, Đắk Lắk. Theo ghi nhận ban đầu, ông Lộc dừng xe ở bên đường cho người bốc vác xuống xe rút tiền. Sau khi rút tiền xong, ông Lộc cho xe chạy. Cùng lúc bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1963, ngụ ở thành phố Buôn Ma Thuật, đang đi bộ qua đường. Lúc này, bà Phương đi bộ vào điểm mù của xe tải, tài xế không chú ý quan sát nên gây tai nạn khiến cho nạn nhân tử vong. Theo xác nhận ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không chú ý quan sát. Qua kiểm tra nồng độ cồn về khí thở của Nguyễn Tấn Lộc là 0,056mg trên lít khí thở được viết vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà Phương đang đi bán vé số dạo. Quan điểm của Việt Nam trước tranh cãi của Trung Quốc, Philippines về yêu sách trên Biển Đông, Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Philippines lời qua tiếng lại về cái gọi là quyền lịch sử trên Biển Đông. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc người phát ngôn bộ này là ông Ung Văn Bân khẳng định Trung Quốc có quyền lịch sử trên biển Đông nguyên do là ông này nhận được một câu hỏi liên quan phát ngôn của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr về yêu sách đường đứt đoạn của Trung Quốc trên biển Đông người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc kế đó ngang nhiên cho rằng Trung Quốc là nước đầu tiên thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với Nam Hải chư đảo và các vùng biển liên quan Nam Hải chư đảo là cách Trung Quốc gọi những quần đảo trên biển Đông trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng theo ông Ung Văn Bân, phía Philippines nên ngừng xuyên tạc quan điểm của Trung Quốc, không sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động và cậy nhờ thế lực bên ngoài để phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực. Đáp lại, ngày 17 tháng 3, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố khẳng định nước này từ lâu đã có chủ quyền và thực hiện quyền kiểm soát hành chính đối với Bajo de Masinloc, cách Philippines gọi bãi cạn Scarborough, cũng như nhiều thực thể khác ở phía tây Palawan mà hiện nay tạo thành nhóm đảo Kalayan, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phía Philippines cũng bác bỏ cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông cùng những yêu sách của nước này là vô căn cứ. Philippines chưa bao giờ lợi dụng vấn đề Biển Đông để làm gia tăng căng thẳng, đánh lừa cộng đồng quốc tế hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Philippines kêu gọi Trung Quốc xem xét lại quan điểm và yêu sách vô căn cứ của mình, Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh. Ngày 23 tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam trước các phát ngôn của Philippines và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phản đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Liên quan đến các yêu sách ở Biển Đông trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vi phạm chủ quyền, Quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, lập trường của Việt Nam là luôn rõ ràng, nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần. Theo đó, Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách này. Việt Nam mong muốn các quốc gia liên quan thực sự tôn trọng và tuân thủ các quy định của công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tìm kiếm các giải pháp cơ bản lâu dài ở biển Đông. Sóc Trăng thanh tra toàn bộ dự án điện gió. Sáng 23 tháng 3, một lãnh đạo thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thời gian gần đây, đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân liên quan đến các dự án điện gió ngày càng nhiều, do vậy thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thanh tra tỉnh Sóc Trăng quyết định thanh tra các dự án này, lãnh đạo thanh tra tỉnh cho biết theo quyết định công bố, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các dự án điện gió. Thời kỳ thanh tra từ giai đoạn lập quy hoạch phát triển dự án điện gió đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra để xác minh làm rõ. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên do ông Lâm Hoàng Thanh, phó chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng làm trưởng đoàn. Lãnh đạo thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết cũng đã tổ chức triển khai quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, ra soát việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các hộ dân liên quan đến các dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày